Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Siêu Hiệu. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã có mặt trong cái live buổi tối ngày hôm nay. Như đã hẹn thì tối nay bên em sẽ lên một cái lô sản phẩm phục vụ cho các bé nha các bác. Ngày hôm nay săn đồ cho bé. Nó sẽ là những chiếc áo gió, những chiếc áo khoác gió hàng hiệu các bác nhé. Áo đẹp lắm. Áo cho em bé nó sẽ đẹp hơn áo cho người lớn rất là nhiều. Đó. Hàng người lớn bên em cung cấp cho các bác, nó mới nó đẹp bao nhiêu thì hàng em bé nó sẽ đẹp gần như gấp đôi. Và hàng hiệu nó rất là nhiều luôn nha các bác. Đó. Dễ thương lắm các bác ơi. Áo rất dễ thương. Đó, áo cho bé các bác nhé. Có áo cho bé nam và cả bé nữ các bác nhé. Độ tuổi thì từ vài tháng tuổi cho tới 10 tuổi đều có size hết. Kiện này thì em khui từ hai kiện nha các bác. Hai kiện thì lấy được tầm 90 áo thôi. Đó, còn lại là bỏ lại các bác nhé. Chỉ lấy được 90 áo, đúng 90 áo đấy. Toàn là hàng hiệu các bác nhé. Giá bán thì nó sẽ từ vài chục nghìn cho tới hơn 100 nghìn một áo thôi ạ. Đó, giá rất là tốt. Nên các bác có thể tranh thủ các bác săn về cho các cháu hoặc các con mình mặc trong mùa đông năm nay các bác nhé. Đây vẫn là hàng bao đầu kiện nên cái chất lượng sản phẩm nó vẫn rất là tốt các bác nhé. Áo mới, hàng thương hiệu. Gió thì nó sẽ cái dòng gió rất là dài dặn nhá, không phải gió mỏng đâu, áo gió rất là dài. Đó, toàn hàng hiệu hết các bác, nhìn mê lắm, cực kỳ mê luôn ạ. Đó, áo trẻ em đẹp lắm, em rất là mê luôn ạ. Nó dễ thương đấy các bác, hàng trẻ em nó dễ thương lắm. Đó, có mấy con bông mơ các bác này, đỉnh lắm. Nói qua một chút các bác nhé, các bác lưu ý giúp em này. Nói qua một chút về size của áo, đặc biệt dòng sản phẩm cho em bé thì bên em sẽ để một cái bảng thông tin chi tiết và để nó bên phía góc màn hình. Thì size của áo, đây là cái lô hàng hầu như là lô hàng từ nước ngoài về các bác nhé. Size của nó sẽ đánh theo size nước ngoài. Ví dụ, ở Việt Nam mình thường đồ em bé sẽ đánh theo size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không ạ? Hàng này nó sẽ đánh theo size số giống như là ví dụ như size 85 này. Size 90, size 95, size 100, size 150, size 160. Thì tất cả những cái size đó và cái thông tin liên quan tới cái size đó em sẽ để bên phía góc màn hình nhé. Ví dụ size 90 thì em sẽ để phù hợp với bé bao nhiêu tuổi này, tầm bao nhiêu tuổi, nặng bao nhiêu cân và cao bao nhiêu cm là có bảng thông số đầy đủ bên này rồi các bác nhé. Các bác lưu ý này, nghe rõ mã sản phẩm, nghe rõ size của áo, nghe rõ giá bán giúp em nhé. Đó, đó là cái phần size của áo. Còn về cái phần mua và nhận hàng thì khách hàng mới mua đơn đầu tiên vẫn phải cọc. Đơn đầu tiên các bác nha. Thậm chí đơn thứ hai khi mà bên em yêu cầu cọc thì các bác vẫn vui lòng cọc giúp em nha. Còn khi mà bên em đã biết thông tin khách hàng đầy đủ rồi, đã biết khách hàng đó là ai, tỷ lệ nhận đơn bao nhiêu, tỷ lệ hoàn đơn bao nhiêu thì cái lúc đó đơn sau bên em sẽ không thu cọc nữa, bên em ship code đi cho các bác. Và tất cả sản phẩm ở đây các bác đều được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán giúp em. Và một cái lưu ý đặc biệt với cái lô hàng cho trẻ em thì sẽ không đổi hoặc hoàn hàng các bác nhé. Không đổi và hoàn hàng. Lưu ý cái phần này giúp em các bác nhé. Bởi vì cái lô hàng này bên em một phần bán do cái yêu cầu của khách. Đó, rất nhiều khách nhắn nhủ và tìm giúp cho một ít hàng em bé, một chút áo khoác, một vài cái áo khoác em bé. Và cái lô hàng này bên em cũng bán kiểu giống như là bán thử nghiệm. Bán thử nghiệm các bác nhá. Nên bên em sẽ bán cái giá nó rất là ưu đãi, giá rất là tốt luôn. Nên không hoàn hàng, không trả hàng các bác. Đây là một cái giá rất tốt. Và hàng em bé thì bên em sẽ không bao ship nha. Các bác mua một áo hay 10 áo cũng không bao ship các bác nhá. Lưu ý giúp em ạ. Đó. Đẹp cực các bác nhá. Đó. Được kiểm hàng các bác nhé, không đổi hàng, không trả hàng. Bởi vì đây là một trong những cái lô hàng bên em bán thử nghiệm. Chưa biết được là bao giờ có thêm hàng về. Nên sẽ không thể đổi hàng được đâu các bác nhé. Mỗi áo chỉ có một mẫu duy nhất nha. Mỗi áo chỉ có một mẫu duy nhất, không có cái thứ hai. Nên không đổi, không hoàn. Các bác lưu ý kỹ giúp em các bác nhé. Đó. Hàng rất là đẹp, hàng rất là đẹp các bác nhé. Toàn hàng hiệu thôi ạ. Rồi, chắc bây giờ em sẽ bắt đầu các bác nhé. Bắt đầu chương trình săn đồ hiệu cho bé. Bắt đầu ngày hôm nay em sẽ quay lại với mã M các bác nhé. Mã M rồi, M1 này. M1 lên cho bác một bản áo của thằng Adidas. Con này rất đỉnh nhỉ. Con này đẹp lắm. Adidas chính hãng này. Dễ thương lắm các bác nhé. Áo này thì cho bé trai. Bé trai từ
7 tới 10 cân nha. Cái này 10 cân quay đầu cho em, từ 7 đến 10 kg. Rồi, các bác lên cho em mã M1 này. M1 100 nghìn, dễ thương vô cùng. Hàng chính hãng các bác nhá. Phía sau có big logo ạ. Lên cho em mã M1 nhá. Cái này từ 7 đến 10 cân, M1 100. M2, một con áo Adidas. Áo này thì bé gái mặc đẹp hơn. Bé gái mặc sẽ đẹp hơn nhá. Logo màu hồng rất là dễ thương luôn. Adidas ba lá các bác nhá, hàng chính hãng. Hàng chính hãng đây các bác nhá. Mới lắm. Con này chất dù hai lớp. Dễ thương quá các bác ơi. Đó, mua tặng cháu gái mình này, con gái mình. Con này các bác lên cho em mã M2 này. M2 con này sẽ có cân nặng từ 7 cho tới 9 kg nha. Từ 7 cho tới 9 cân các bác nhá. Cỡ loanh quanh 7, 8, 9 cân mặc đẹp cho em ạ. Đó. Con này các bác lên cho em mã M2 nhá. M2 ạ. M2 100 nghìn, 100 nghìn đẹp lắm. Dễ thương vô cùng. Đó, ví dụ các bác mua nó bị rộng một chút thì để năm sau mà, không sao cả các bác nhá. Đó. Cất đi để dành. Levi, một con áo dù của Levi này, đẹp rất hát mang các bác ạ. Thật sự em đi cắt kiện đồ của trẻ em ấy, cảm giác nó phấn khích vô cùng luôn ạ. Đó, áo nó đẹp lắm. Con này Levi mặc được hai mặt luôn các bác nhá. Con áo này Levi mặc được hai mặt, dễ thương vô cùng này. Con này cũng loanh quanh cỡ trên dưới 10 cân đấy, cỡ 9 đến 10 cân mặc đẹp các bác nhá. 9 đến 10, 11 cân đấy, cỡ đó cho em nhá. Đó, mấy cái áo mà kiểu size nhỏ như thế này thì em tư vấn cho các bác được là bao nhiêu cân mặc vừa được nhé. Bởi vì con em nó cũng tầm size như thế này. Đó. Con này thì cỡ trên dưới 10 cân, cỡ 9, 10, 11 cân mặc đẹp các bác nhé. Levi chính hãng luôn. Hàng Levi chính hãng nhé, tem cốt đầy đủ ạ. Đó, đẹp chưa? Con này mặc được hai mặt ạ, áo nó mới tinh. Con này bán cho các bác mức giá là 120.000 thôi ạ. Các bác lên cho em mã M3 cho em nhé. M3, 120. Mới lắm. 120 M3. M4 này, con này cũng rất dễ thương các bác này. Một con bomber, con bomber này của Nhật các bác nhá. Một con áo bomber rất đẹp của Nhật Bản. Đó. Size con này thì size con này nó sẽ là size cho bé cũng từ 8 cho tới hơn 10 cân các bác nhá. Cỡ 8 cho tới hơn 10 kg mà con bomber này cho em siêu đẹp. Chất dày dặn lắm, mới lắm các bác nhé. Rất đẹp, rất mới, dễ thương lắm các bác này. Con này M4 ạ, M4 100.000 các bác này. Cho bé từ 8 cho tới 10 cân. 8 cho tới 10 cân con này nha. Bomber hàng Nhật Bản đấy các bác nhé, hàng xịn đấy ạ. Con này M4 100. M4 100.000 các bác nhé. Lưu ý giúp em lô hàng này không bao ship. Lô hàng này các bác mua một áo hay 10 áo cũng không bao ship các bác nhé. Ngày hôm nay trời chỗ em nó hơi bị âm u nên cái ánh sáng nó không có được tốt lắm ạ. Rồi con này cũng rất đẹp luôn các bác này. Một con áo của Mickey. Áo Mickey chính hãng nha. Áo Mickey của thằng Disney nó làm này các bác ạ. Mua mới rất là đắt ạ. Đó, mấy cái dòng áo cho em bé này mua mới nó cũng đắt lắm. Bác nào mà đã từng đi mua áo cho em bé thì biết. Bây giờ các bác cầm tầm 1 triệu đi mua đồ cho em bé thì cảm giác nó vẫn chưa thấy tự tin nha. Còn đây nếu mà 1 triệu các bác mua được tầm chục cái áo hàng hiệu chính hãng luôn. Con này cũng loanh quanh tầm trên dưới 10 cân mặc đẹp cho em nhé. Trên dưới 10 cân, màu này thì nam nữ đều mặc được. À bé trai bé gái đều mặc được các bác này. Trên dưới 10 cân nhé, con này cỡ tầm 9 cho tới 10, 11 cân mặc đẹp này. 8 cân mặc cũng được. Đó. Các bác lên cho em mã M5 ạ. M5 con này 100 nghìn luôn. M6 này, siêu phẩm này, tôm mì các bác ơi. Tôm mì này, mới quá trời luôn. Đó, cái lô hàng này mà lô hàng của Nam thì thôi rồi. Con này size 140 xem các bác nhá. Một con tôm mì chính hãng size 140 dành cho bé trai. Con này thì nó mới như một con áo mới luôn. Big logo thêu ạ. Rồi đẹp này các bác này, siêu phẩm dành cho bé nhá. Size 140 cho bé các bác nhá. Size 140 cho bé, chất dù dày dặn cực kỳ dày ạ. Con này các bác lên cho em mã M6 ạ. Con này các bác lên cho em mã M6 ạ. 150.000, size 140 của bé các bác nhé. M7 có một con áo dành cho bé gái, dễ thương lắm. Con này hàng của Dad London này. Hàng của thằng Anh đây các bác, Vương quốc Anh. Giá bán của nó ngang ngửa với thằng Burberry. Thương hiệu nó cũng lớn ngang ngửa nha các bác nhé. Đẹp này, cái này dành cho bé nữ nha. Con này dành cho bé gái ạ. Bé gái con này size 120 các bác này.
size 120 dành cho bé gái này. Đẹp các bác nhá. Đó, bé gái nào mà size 120 lấy con này đẹp ạ. Con này 100.000 đi các bác. Hàng của Dad London, hàng hiệu luôn nhá, chất dù dày dặn lắm. Kiểu mùa đông các bác mặc cho mấy bé kiểu đi học đó, mặc mấy cái mã này nó đẹp. Đó. Con này các bác lên cho em mã M7. M7 các bác nhá, size 120 của bé gái ạ. Con này 100.000 M7. M8 ạ, lên cho bác bản áo bomber. Con này kiểu bomber Sakura của Nhật này. Nó phối kiểu Sakura Nhật cái dòng bomber ấy, rất là đỉnh. Size 130 các bác nhá. Con này size 130 của bé này. Đó, khi mà em đọc size thì các bác nhìn lên bảng thông số, ví dụ size 130 cho bé mấy tuổi này, cân nặng chiều cao bao nhiêu các bác nhìn lên đó các bác chọn nhá. Đó. Con này size 130 cho em. Con bomber này rất đỉnh. Thêu hết. Áo nó làm đẹp không khác gì áo người lớn, độ về độ chỉnh chu về tất cả mọi thứ, chất liệu nó không khác gì. Đó là một con áo của người lớn thu nhỏ thôi. Tem mát đầy đủ hết. Con này các bác lên cho em mã M8 nhá. M8 con này size 130 ạ. M8 con này 120.000 này. 120 nhá, M8. M9 này siêu phẩm này. M9 siêu phẩm của The North Face cho các bác này. Cái này dành cho bé trai, bé gái mặc cũng được, mấy dòng áo khoác này thì trai gái mặc được hết. Nhưng con này bé trai mặc sẽ đẹp hơn. Bé gái thì nên chọn mấy cái màu hồng cho nó dễ thương ạ. Chất dù dày dặn các bác nhá. The North Face con này chống nước luôn đấy nhá. Áo em bé thôi nhưng nó vẫn được chống được nước nhẹ đấy các bác nhá. Logo thêu rất là mới. Rồi, con này size 120. Hàng chính hãng The North Face, size 120 lấy cho bé mặc mùa đông các bác ạ. Đẹp lắm. Mấy cái mã này này mùa đông các bác mặc cho bé buổi sáng đi học cho em ạ. Hàng hiệu 100%, logo thêu. Con này size 120 nhá. Các bác lên cho em mã M9. M9 con này 150.000. M10 con này nó cũng đẹp không kém các bác này. Một con Nepa. Đẹp chưa? Logo là logo thêu nhá. Mấy cái con áo này nếu mà cho người lớn ấy, một con áo dù này nếu mà bán cho người lớn, size người lớn thì nó cũng phải là tiền triệu, còn em bé thì em nghĩ nó cũng rất là đắt đấy, nó không rẻ đâu ạ. Chất dù dày dặn, màu rất là dễ thương ạ. Đó, các bác nhìn cái áo nó mới ấy. Màu dễ thương vô cùng. Đó, hàng xịn sò các bác nhá. Con này size của nó sẽ là size 120 các bác nhé. Size 120 này. Các bác lên cho em mã M10 ạ. M10 size 120 các bác nhé. M10 ạ. Con này 120. Rất đẹp. M11 đây. Thêm một con siêu phẩm, một con áo gió rất là dài. Bác nào mà fan của MU này, lấy con này cho bé nhé. Con này thì nó sẽ không phải là áo sản xuất bởi Nike hay Adidas đâu. Con này áo này nó được sản xuất bởi chính câu lạc bộ MU nhé. Chính câu lạc bộ MU sản xuất ra cái áo này các bác nhé. Hàng chính hãng này. Đẹp nhá. Con này siêu phẩm, dày vô cùng. Size 120 cho bé này. Size 120 cho bé trai nhá. MU chính hãng, chất dù cực kỳ dày dặn luôn ạ. Hàng chính hãng các bác nhé. Size 120 con này siêu phẩm. Các bác lên cho em mã M11. M11 con này 180.000 ạ. M11 con này 180.000 các bác nhé. Size là size 120 ạ. Size 120 cho bé nhé. 180. Đấy, con này 180 là con đắt nhất. Đắt nhất kiện ngày hôm nay rồi các bác nhé. Dễ thương chưa này. Một con ID. Một con áo dù quá đẹp cho bé gái. Size 120 luôn ạ. Quá đẹp cho bé gái các bạn. Màu này thì nay bé trai bé gái đều mặc được. Nhưng nó có màu hồng thì để bé gái mặc nó sẽ dễ thương hơn. Đó, còn bé trai mặc màu này nó cũng rất đẹp. Size 120 các bác nhé. Size 120. Áo gió, áo dù hàng hiệu của ID đấy. Chuẩn hãng luôn ạ. Con này chống nước nha. Mấy cái dòng này này, mấy cái dòng như thế này các bác cứ mặc định nó sẽ chống được nước nha. Mấy cái áo ở túi nó có những cái lớp keo phía ngoài này. Thì nó sẽ là áo chống nước đấy các bác nhé. Đẹp này. Size 120 lấy mã này cho em. 130.000. 130. Các bác lên cho em mã M12. M13 siêu phẩm áo bomber. M13 siêu phẩm áo bomber cho bé các bác này. Đỉnh chưa ạ? Hàng hiệu luôn nhá. Size 120. Cái này size 120 các bác nhá, logo là thêu hết. Áo này mà cho người lớn thì thôi rồi. Đẹp chưa này? Pilot đấy, áo pilot đấy các bác này. Áo bomber ấy. Đẹp lắm. Thêu hết luôn ạ. Cái này size 120 các bác này, size 120 lấy ngay cái mã này cho em. Mới lắm nhá, dày dặn vô cùng ạ. 150.000.
150.000. Các bác lên cho em mã M13. M14 lên cho bác thêm một bản áo ở Not Face, vẫn là một con áo gió rất đẹp và rất là dày dặn. Logo thêu, các bác nhìn áo nó mới. Nó mới kinh khủng luôn, cái form áo này bé mà đẹp lắm. Thật ra mấy cái áo này em bán kể cả 200.000 chắc chắn 200 hoặc 250 vẫn có người mua, rất là nhiều người mua luôn nha. Cái này các bác lên cho em mã M14 này, M14 con The North Face này size 130 nhá. Con này size 130, mã M14, con này 150.000 này. Đây, M15 ạ, có một con áo màu hồng cho bé cũng rất là đẹp. Con này nếu mà nữ size S mặc vẫn được này. Con này mà nữ size S mặc vẫn được các bác nhá. Nó sẽ là size 145 ạ. Size 145 cho em mã này nhé. Size 145 ạ. Hàng của NB màu hồng chất dù vô cùng dày ạ. New Balance. Hàng của thằng này thì nó cũng là top đầu những thương hiệu làm đồ thể thao lớn của thế giới đấy các bác. New Balance đẹp lắm, mới tinh, đẹp chưa ạ? Dày dặn nhá. Con này sẽ là size 145. Các bác lên cho em mã M15 ạ. Mã M15, con này 130 đi. M15 130 cho con áo này. Quá dày, quá đẹp. M14 này, con này dễ thương vô cùng. Màu hồng này các bác này. Nó sẽ là hàng hiệu của nước ngoài hết các bác nhá. Hàng hiệu của nước ngoài hết. Con này size 100 của bé gái. Size 100 của bé gái các bác nhá. Con này thì cỡ trên 10 cân. Cỡ 10, 11, 12 cân, 13 cân. Đó, cỡ trên 10 cân các bác nhá. Đẹp này. 10, 15 cân đấy. 10, 15 cân mặc đẹp cho em. Áo hàng hiệu của bé đấy các bác nhá. Này. Con này hàng của hàng, mới lắm. Rồi các bác lên cho em mã M16, M16 con này size 100, giá bán là 100.000 luôn ạ. M17 này, con áo màu dễ thương vô cùng luôn ạ. Ngựa thêu. Đó. Hàng thương hiệu hết các bác nhá. Tem mạc là đầy đủ nhé. Đó, đẹp vô cùng này. Đó, có thắt eo này, dễ thương. Con này các bác lên cho em mã M17, M17 nhá. M17 con này nó để là size 11 ạ. Size 11 thì bé nào mà cỡ 15-20 cân này. Con này thì bé nào cỡ 15-20 cân mặc đẹp nha. Từ 15 cho tới 20 cân bé gái các bác nhé. Con này M17 ạ. M17 con này 100.000 các bác này. 100.000 M17 đẹp lắm. M18 màu hồng dễ thương chưa các bác này. Đẹp lắm. Hàng của New Balance. Đó. Dễ thương chưa. Hàng của NB nhé. New Balance màu hồng đẹp lắm các bác nhá. Đó, mấy cái dòng áo cho bé gái nó hay thít eo này, mặc dễ thương lắm. Chất rất là dày dặn các bác nhá. Con này size 100 của bé nữ, bé gái ạ, size 100 của bé gái các bác nhá. Con này 120.000 này, M18 size 100 cho bé gái nhá. M19 The North Face. Đỉnh cao các bác này. Con này mà áo của nam thì thôi rồi. Cháy máy các bác, cháy máy luôn. Màu này mà của nam mà tối nay em like đồ của nam mà có quần áo này thì cháy máy. Rồi cái này size của nó sẽ là size 140 nhé. Size 140 dành cho bé các bác này. The North Face chính hãng ạ. Chống nước nhé. Chống nước, mũ này mũ tháo được. Size 140 các bác lên cho em mã M19. M19 cái này 150.000. 150.000 The North Face. Siêu đỉnh. M20 này. Fila. Hoàn hàng hiệu không các bác ạ. Fila chất dù vô cùng dày. Fila Italy chính hãng các bác này. Size 130 cho bé nam. Size 130 cho bé trai các bác nhá. Đẹp lắm. Size 130 cho bé trai Fila. Chất gió dày dặn vô cùng nha, chứ không phải là gió mỏng đâu các bác, cứ yên tâm ạ. Đồ nam nhà bên em nó như thế nào thì đồ trẻ em nó sẽ đẹp gấp đôi. Cái này 150.000, các bác lên cho em mã M20. M20 cái này size 130 nhá. M21 lên cho bác một bản áo, con này đẹp này. Con này hàng của Polo Ralph Lauren này. Hàng hiệu không các bác ạ. Đây là bản tem vàng, bản tem cũng mới sản xuất luôn. Con này size số 7 của em bé nhá. Size số 7 của bé nam ạ. Bé trai ạ, size số 7 của bé trai các bác nhá. Con này cỡ tầm 22 cho tới 25 cân ạ. 22 cho tới 25, 26 cân các bác này. Size số 7 nhá. Polo Ralph Lauren chính hãng nhá. Này. Áo này mà mua của em bé, mà áo em bé là mấy cái thương hiệu này các bác mua nó cũng phải tiền triệu đấy ạ. Đó, đẹp nhá. Size số 7 ạ. Con này cỡ 25 cân mặc đẹp.
Các bác lên cho em mã M21 này. M21 con này 120.000. 120.000. Các bác thấy cái ánh sáng này nó có bị tối quá không? Để em chỉnh lại. Thấy nó cứ hơi bị tối nhỉ. Hơi bị lóa lóa một chút. Tại vì chỗ em trời nó đang bị cái âm u ấy. Vẫn hơi lóa. Rồi tiếp theo các bác này. Tiếp theo mã M22 lên cho các bác một bản dù mỏng cho bé. Một bản dù mỏng cho bé nhé. Con này size 130. Dù một lớp cho bé nhé, mặc phát buổi sáng cho em. Đó, mặc phát buổi sáng cho bé đi học cho em này. Cờ not face big logo. Con này nam nữ, à bé trai bé gái đều mặc được nhé. Size 130 cho bé này các bác này. Tối thế nhỉ. Rồi con này size 130 cho bé các bác nhé. Size 130 cho bé này. Big logo phía sau ạ. Size 130 nhé. Con này cỡ 30 trên 30 cân. Đó. 100.000 ạ. 100.000 các bác lên cho em mã M22. M23 này. Lên cho bác một bản áo chống nước của thằng Westwood. Con này mà là áo người lớn các bác mua nó vài triệu một áo đấy. Nó đắt, cực kỳ đắt luôn ạ. Con này chống nước nhá. Mũ nón là còn nguyên. Mới lắm các bác này. Màu nó dễ thương lắm. Đó. Đẹp chưa? Con này áo chống nước các bác nhé. Size 130 của bé cho em này. Size 130 cho bé các bác nhé. Size 130 cho bé các bác nhé. Hàng của Westwood, hàng thương hiệu lớn luôn đấy. 120.000. Các bác lên cho em mã M23. M24 này. Con áo dù của Nhật Bản. Của thằng USO. Hàng Nhật các bác nhé. Chất dù màu đẹp lắm. Bé trai mặc mấy cái mã màu này đẹp cực kỳ luôn ạ. Con này size 130 của bé các bác này. Size 130 cho bé nhé. Con này các bác lên cho em mã M24. Con này 120.000. Con này chống nước luôn. Chống nước luôn nhé. Đó. Áo em bé thì hầu như tất cả nó đều còn gần như là còn nguyên vẹn. Nó còn rất là đẹp. Từ những cái khóa kéo rồi. Mọi thứ nó còn rất là mới ạ. Đẹp các bác nhé. Con này các bác lên cho em mã M24. Dày lắm. M24 con này 120 nhé, hàng của Hàn đấy, hàng hiệu của Hàn luôn đấy các bác nhé, dày lắm. M24 120 con này size 130. M25 có bản áo dù này, con này hàng của Binbow. Đó, hàng của Binbow ấy. Ông già đạp xe Binbow, size 110 cho bé gái ạ. Size 110 cho bé gái các bác nhé. Ở bé gái nào mà cỡ tầm 10 cân đấy, 10, 11, 12 cân mặc con này đẹp cho em này. 10, 11, 12 cân mặc con dù của thằng Binbow của hàng hiệu các bác nhé. Màu dễ thương lắm. Con này 80.000 đi. 80.000 cái chất nó hơi mỏng một chút. Con này bán 80 đi. Các bác lên cho em mã M25 này. M25 ạ. M26 con áo dù dễ thương quá. Con áo dù cho em bé quá là dễ thương luôn. Con này size 120 cho bé này. Size 120 cho bé gái nha. Size 120 cho bé gái. Bé nào mà cỡ 15 cân. Bé nào mà cỡ 15 cân mặc con này đẹp. Size 120 của bé gái các bác nhé. Đó, đẹp lắm. Dù của thằng Hàn Quốc đấy. Có lưới bên trong dày dặn. Cái form áo nó dễ thương. Mặc bé mặc dễ thương lắm. Con này M26-80. M27 đây cho bác một bản áo dù này. Áo dù của Fila nhá. Fila Italy size 130 cho bé luôn. Chất dù này kiểu giống như là chất thể thao ấy. Nó có độ co giãn mặc rất là thích. Đó, có khóa kéo đầy đủ nha. Túi đi tiếp là đầy đủ, tinh tươm ạ, chỉnh chu lắm. Đó. Con này size 130. Cái form áo này thì bé gái, bé trai đều mặc được. Bé gái, bé trai đều mặc được nha. Fila Italy ạ. Mới lắm. Như một con áo mới luôn. Size 130 các bác nhá, size 130 cho bé. Con này các bác lên cho em mã M27 ạ, M27 130 nhá. M28 có con này đắt này. Con này nếu mà bác mua mới cho bé mà mua ở cửa hàng nó rất là đắt luôn ạ. Này, dòng khủng long T-Rex. Đó. Dễ thương lắm. Hàng của Hàn này các bác nhá. Dù hai lớp rất là dày dặn. Màu dễ thương lắm. Áo này của em bé thì nó cũng thuộc dạng VIP của em bé đấy.
Thật ra mấy cái dòng áo mà kiểu thương hiệu như thế này thì phải có kinh tế tốt thì mới mua được cho các bé các bác nhé. Bởi vì hàng mới của nó bán rất là đắt. Ngay cái bản thân em chưa bao giờ mua một quần áo hàng hiệu nào cho hai đứa con nhà em hết. Đó, nó phí, nó tiết tiền lắm các bác. Đẹp này. Con này 150.000 các bác nhé. 150.000 ạ. Size con này là size 130 cho bé nhé. Size 130 cho bé. Mã M28. M28 con này 150.000 ạ. M28 150 nhé. M29. Một con nepa dành cho bé trai này. Màu này. Nó mới lắm các bác này. Con áo này mấy bé mặc dễ thương lắm. Con này size 130 của bé trai luôn ạ. Size 130 của bé trai luôn nhá. Rất là mới ạ. Rất là mới các bác nhé. Hàng của Nepa này, logo thêu. Dễ thương lắm. Size 130 cho bé trai các bác nhé. Con này mã M29, M29 130 nhá. M30 nó cho bác một bản dù, con này chất dù nó dày lắm. Bởi vì con này nó còn có lót cho các bác một cái lớp phao nữa. Một cái lớp phao mỏng ở giữa nữa nên con áo này nó sẽ rất là ấm. Con áo này thì phải chuẩn là áo phao mới đúng đấy. Đó. Đẹp các bác này. Size con này sẽ là size số 9 này. Con này size 135 của bé các bác nhé. Size 135 của bé. Size 135 của bé này. Con này đẹp các bác này. Mua về cho bé trai mặc nhé. Mặc Tết cho em cũng được bởi vì áo nó mới tinh tươm luôn. Dày lắm. Nó rất là dày luôn ạ. Con này 130.000. Các bác lên cho em mã M30 nhé. M30 con này 130. M30 130.000 áo mới lắm. Này, dày vô cùng. Con này tính là áo phao mới đúng nhé. 130.000. M30. M31 có một con kappa rất dễ thương. Áo kappa màu dễ thương quá. Màu này thì bé trai bé gái đều mặc được các bác nhé. Bé trai bé gái đều mặc được. Hàng có kappa chính hãng đấy. Con này chất dù mỏng. Chất dù mỏng mặc khoác buổi sáng cho các bé đi học. Trời nếu mà trời không quá lạnh. Đẹp nhé. Mấy cái dòng này chống gió cực kỳ tốt. Size 120 áo của kappa mới tinh. Các bác lên cho em mã M31. M31 con này 100 nhé. À 120 đấy. M31 120.000 nhé. Size 120 cho bé. M32 này, lên cho bác một bản dù. Áo dù dành cho em bé. Vẫn là hàng của USO, cái này hàng Nhật Bản. Chất dù dày dặn nha, màu đẹp. Đó. Tem của nó sẽ là hệ thống tem của Hàn các bác nhé. Kiện này thì một nửa sẽ của Hàn, một nửa sẽ của Nhật. Một nửa Hàn, một nửa Nhật nha các bác. Test hai mã kiện luôn ạ. Em thấy thì chất lượng sản phẩm nó cũng đồng đều nhau hết. Kiện nào thì hàng ra cũng rất là đều. Đó. Cái này size của nó là size 130 cho em bé này. Size 130 cho em bé các bác nhé. Con này 120.000. 120.000 cho em ạ. Các bác lên cho em mã M32 120. Đẹp này. M33 có một con áo của NB New Balance cho bé gái. Chất dù nó dày vô cùng luôn các bác. Các bác nhìn cái form áo nó đã vô cùng luôn. Nó mới lắm. Dày dặn nhé. Mới tinh ạ. Mấy cái dòng này chống nước. Chống nước nhé. Size 120 này, hàng của New Balance, logo thêu, mới tinh rồi. Size 130 cho bé gái, lấy mã này cho em. Nó mới lắm. Hàng hiệu chính hãng nhé. Đẹp ạ. Rồi các bác lên cho em mã M33. M33, con này size 130 của bé gái. Con này 150.000, một con áo siêu phẩm. M34 này, lên cho các bé gái ạ. Con này hàng của bé gái, con này hàng của H&M nhé. H&M ạ. Hàng thương hiệu lớn luôn. Cuối họa tiết là chuẩn Mickey. Họa tiết mà mấy bé rất là thích đi ạ. Con này size của nó sẽ là size 140 các bác nhé. Size 140 ạ. Size 140 cho bé gái. Các bác nghe rõ size áo bên em đọc và nhìn một cái bảng thông số bên này để các bác chọn áo cho nó chuẩn nhá. Đó. Con này 100.000. 100.000 cho em nhé. Các bác lên cho em mã M34 100.000 ạ. Con này size 140 cho bé gái. Đẹp lắm, chất dày dặn ạ. 100 ạ. M34. M35 ạ. Em có một con áo dù mỏng. Dù mỏng cho bé nhé. Đó, dù này thì khoác kiểu buổi sáng đi học. Chống sương, chống gió rất là tốt. Con này size 130 cho bé nhé. Hàng của Lê Cát, Hàn Quốc. Hàng của Lê Cát, Hàn Quốc, dù mỏng mới lắm. Mặc mấy cái mã màu này dễ thương cực kỳ ạ. Dù mỏng em bán 80 các bác nhé. Dù mỏng bán 80 ạ. Các bác lên cho em mã M35 ạ. M35 con này size 130 ạ. 80.000.
M36 này, M36 lên cho bác một bản áo của thằng North Face size 110. Size 110 cho bé nhé. À, con áo này thì bé nào mà cỡ tầm 13 cho tới 15 cân. 13 cho tới 15 cân mặc áo này đẹp này. Đó. 13 tới 15 cân nha, 18-19 cân mặc vẫn được. Đó, nhưng mà em tư vấn kiểu 13-15 cân cho nó an toàn. Đôi khi các bác mặc mùa đông năm nay nó hơi rộng một chút nhưng mà năm sau nó lại thành vừa các bác nhá. The North Face chất dày dặn lắm nhá, size 110. Size 110 cho bé này. Con này M36 150.000. M37 đây, có con áo cho bé trai bé gái đều mặc được bởi vì con áo này form nó quá đỉnh. Một con NB dành cho bé, các bác nhìn áo nó như một con áo mới luôn. Chất dù rất là cứng cáp, con này size 100 cho bé này. Size 100 cho bé các bác này. Đó, cỡ trên cỡ 13 cho tới 15 cân, 13 15 cân mặc đẹp. Hàng của NB New Balance logo theo mới lắm, siêu phẩm ạ. Các bác liên cho em mã M37 con này 150.000 nha. M37 150.000 size 100 cho em bé này, đẹp. M38 có con bomber dễ thương vô cùng, Polo Ralph Lauren này. Polo Ralph Lauren logo tail. Đẹp quá các bác ơi, cái form này mà của người lớn em khui, đúng thật sự em khui đến mười mấy kiện, hai mấy kiện mà chưa lấy được một con áo nào của người lớn mà cái form như thế này. Con này size cho bé tầm 10 tới 15 cân các bác nhá, 10 tới 15 cân Polo Ralph. Con này độ mới thì nó không có quá xuất sắc như mấy con kia đâu. Độ mới nó có đã độ bạc nhẹ nhất định rồi, nhưng con áo này form đẹp. Con này em bán rẻ đi. Các lên cho mã M38 này, M38 con này 80.000 đi, M38. Đây, con này nó cũng dễ thương lắm các bác này. M39 này một con Nike dành cho bé nhá, logo theo này. Đó, đẹp các bác này. Con này thì cỡ tầm cho bé kiểu từ 5 cho tới 7 cân các bác nhá. 5 cho tới 7 cân. Đó. 5 cho tới 7 cân các bác nhá. Đó. Tối đa tầm 10 cân thôi, nhưng mà áo này mặc cho bé mặc rộng rộng một chút để năm sau còn mặc tiếp. Đó. 5 cho tới 7 cân các bác này, Nike chính hãng. Các bác lên cho em mã M39 cái này 100 đi. M39 100. M40 lên cho bác một bản áo dù cho nam à, cho em bé trai bé gái đều mặc được. Con này form này thì trai gái đều mặc được. Đẹp các bác này, áo cái này thì nhìn cái form áo là biết của hàng, nhìn em biết hàng của hàng này, nhìn nó kiểu nó thời trang ấy, nhìn nó rất là thời trang các bác này. Rồi cái này cho bé size 130 các bác nhá, áo này cho bé size 130 cho em, dù rất là dày dặn rồi, dù rất là dày nhá, mới lắm, màu dễ thương, phối áo cũng dễ thương vô cùng luôn này. Cái này các bác lên cho em mã M40 ạ, M40 các bác nhá, M40 120.000, M40 120.000. M41 một con bomber Mickey cho bé này. Đó, mua áo này cho bé chắc chắn các bé sẽ thích. Đó là hàng chuẩn luôn đấy nhá. Mickey là hàng chuẩn, hàng xịn luôn đấy ạ. Đẹp này. Đó, Mickey này. Con này size của nó sẽ là size à, con này không phải con Mickey đâu ạ. Không phải con Mickey đâu, nó là con gì ấy. Em nhờ. Con này size 120 cho bé trai, size 120 cho bé trai. Mới lắm. Đẹp này. 120.000 các bác nhé, 120.000 lên cho mã M41. M42 này, có con áo chồng cổ, con này mặc cũng dễ thương cho các bé này. Có hai túi hai bên các bác này. Mới lắm các bác này. Hàng hiệu luôn. Hàng của Hàn nha, con này chất cũng rất là dày dặn, phối đẹp cho các bé. Xem size này là size bao nhiêu nhé. Size con này sẽ là size 145 nhé. Size 145 cho bé trai nhé. Size 145 cho bé trai, con này đẹp cực, mới lắm. 100.000 đi, các bác lên cho em mã M42 nhé, con này 100.000, quá rẻ, con em để nhầm giá, con này phải 120 đấy. Tiếp theo này, K2. K2 là hàng của Hàn, con này áo của người lớn bán vài triệu một áo. Áo cho con nít thì nó cũng không có rẻ đâu, con này chống được nước. Nói chung áo dù mà kiểu đặc biệt là những dòng áo dù chống nước, các bác đừng giặt máy các bác nhé. Đừng giặt máy, một là các bác lấy khăn sạch các bác lau, hoặc là các bác lấy đi giặt hấp, nó sẽ an toàn cho cái lớp chống nước ở trong áo các bác nhé. Cho vào máy giặt nó hỏng hết lớp chống nước, cái áo nó mất hết giá trị. Cái này hàng của K2 đẹp lắm. Để em xem size bao nhiêu này. Size 130 cho bé trai. Size 130 cho bé trai, không lấy con này thì lấy con nào ạ? Nó mới lắm. Chất lượng ạ. Rồi con này các bác lên cho em mã
À, M43, M43 con này 150.000 nha, size 130 cho bé. M44 hàng hiệu này, đát lên đường, thêm con đát nữa này, quá đẹp luôn ạ. Áo này thì em nghĩ là áo cho bé gái nhá, bởi vì màu nó dễ thương quá. Áo cho bé gái này, hàng hiệu này, phối màu đẹp này, đát lân đần này, đẹp vô cùng đẹp luôn ạ. Size cái này sẽ là size 140 cho bé các bác nhé, size 140 cho bé gái, size 140 cho bé gái, chất dài dặn vô cùng. Hàng của đát lân đần, mấy các bạn này mua mới siêu đắt, siêu đắt luôn nha. 150.000 M44 ạ. Tiếp theo mã M45 ạ, lên cho bác một bản áo của Eder, cái này áo cho bé gái, trai gái đều mặc được, bé trai bé gái đều mặc được đó, những cái màu này thì bé gái mặc dễ thương hơn. Eder này, hàng hiệu cả các bác nhá, size 130 cho bé này, size 130 cho bé, chất dù dày dặn vô cùng, logo tất cả mọi thứ là thêu nhá, đẹp này các bác này. Cái này các bác lên cho em mã M45 ạ, M45 các bác nhá, cái này size 130 của bé, 130.000. M46 này, có con áo dù của Nhật các bác này. Con này thì chất nó rất là dày. Áo dù này mặc mùa đông cho các bé thì bao ấm ạ. Rất là ấm nha, phối màu đẹp. Đẹp chưa các bác này? Con này size 130 cho bé trai nhé, size 130 cho bé trai. Đó, dày lắm. Size 130 cho bé trai các bác nhá. Con này các bác lên cho em mã M46 ạ. M46 con này 130 nhá, 130. M47 này, một bản bomber xanh rêu của thằng H&M. HM này ạ. Đó, hàng của thằng này thì nó cũng bán trong mấy cái trung tâm thương mại lớn này, chứ không có ngoài chợ, ngoài đường đâu ạ. Nên cái giá trị sản phẩm của nó, nếu các bác mua mới thì nó không có quá cao đâu. Hàng của H&M thì mấy trung tâm thương mại lớn nó bán cũng tầm vài trăm cũng có, trên 1 triệu cũng có, trên 2 triệu cũng có. Nói chung nó là hàng thương hiệu, có thương hiệu lớn luôn, chứ không phải là mấy hàng bình thường đâu ạ. Rồi cái này size của nó sẽ là size 120 cho bé các bác nhé, size 120 cho bé trai. Con này các bác lên cho em mã M47 này, M47 con này 130 nhé, M47 130. M48 này, áo cho bé trai các bác nhìn, đẹp chưa? Nhìn biết là hàng của Hàn rồi. Size 120 cho bé trai các bác nhé. Chất dù rất là dày dặn. Đó, chất dù dày dặn các bác nhé. Chất dù dày bên em sẽ bán từ 100.000 đổ lên, còn dù mỏng thì sẽ tầm 80.000 thôi. Con này các bác lên trên mã M48 này, M48 120.000, M48 120.000, dày dặn này. M49 lên cho bác một bản áo dù mỏng của The North Face. Dù này dù một lớp thôi, dù một lớp nhà hàng chính hãng của The North Face các bác nhé. Cái này nó sẽ phù hợp với bé từ 30-35 cân. Đó, 30 cho tới 35 cân. Nó dành cho bé tầm cỡ 8 đến 9 tuổi. Đó. 35-40 cân nhé. 35-40 cân. 35-40 cân. Đó. Cái này các bác lên cho em mã M49 này. M49 120.000, hàng chính hãng của The North Face đi các bác nhé. Đẹp chưa này? Tem cốt còn mới cắn rồi. Cái này 120.000, các bác lên cho em mã M49. M50, một quần áo cho bé gái, đẹp quá, dễ thương các bác nhỉ. Này, cho bé gái các bác nhá, chất dù dày dặn vô cùng luôn ạ. Chất dù nó rất là cao cấp nha. Cái này size của nó sẽ là size 110 cho bé gái này, size 110 cho bé gái các bác nhé. Bác là bé tầm cỡ 15 cho đến 16 cân, 15 cho đến 16 cân mặc đẹp này. Con này các bác lên cho em mã M50 ạ, M50 con này 100. M51 bản Fila màu xanh nõn chuối. Fila xanh chuối nổi chưa này. Con này nó sẽ cho bé size 120 nhá. Con này size 120 của bé, hàng Fila chính hãng ạ. Màu này thì bé trai bé gái đều mặc được. Đẹp các bác nhá. Con này chất một lớp thôi, chất nó kiểu hơi thể thao một chút, nó có độ co giãn mặc thích lắm. Đó, mặc thích vô cùng ạ. Con này 120.000 các bác nhá, 120.000 ạ. 120 nhá, con này size 120, 120.000 đi. Các bác lên cho em M51 ạ. M51. M52 này, lên cho bác một bản là Polo Ralph Lauren cho bé. Polo Ralph Lauren cho bé nhá, nhưng mà con này là kiểu nữ tầm size S mặc vẫn được nhá. Áo này dành cho nữ mặc size S vẫn được. Đó.
cho bé cỡ 45-50 cân đấy. Nên con này nữ size S mặc được nhé. Các bác lên cho em mã M52 này, M52 Polo Ralph Lauren chính hãng ạ. Con này chất nỉ dày nhá, chất nỉ dày. Hoodie ạ. 120.000 nhá. Các bác lên cho em mã M52. M53 lên cho bác thêm một bản bomber nữa nhá. Bomber của vẫn là của thằng USO ạ. Con này size 150. Size 150 thì cho bé cỡ tầm 40-45 cân các bác nhá. Bé nào mà cỡ 40-45 cân. Size 150 của bé nhá. Bomber đẹp lắm, nó không khác gì đồ của người lớn đâu. Thậm chí nó còn đẹp hơn đấy. Nó còn đẹp hơn đấy. Size 150 cho bé trai này. 130.000, lên cho em mã M53. M54 con này cũng đẹp. Con này hàng của Giant. Con này bé nào mà cỡ 20-25 cân. 20-25 cân mặc con này Giant thì cho em đẹp. Hàng chính hãng Giant, size số 5 nhé. Con này là size số 5 dành cho bé. Logo theo. Hàng thương hiệu lớn đấy các bác ạ. Con này mua mới thì nó cũng đắt lắm. Và Việt Nam mà mua mấy cái dòng này cũng khó. Chất đẹp vô cùng. Size số 5 các bác nhé. Cái này 150.000, 150.000 này. Các bác lên cho em mã M54. M55 ạ. Con này đắt này. Con này thì bác nào bác trai nào mà size S mặc được nhé. Bác trai nào size S mặc được đấy. Con này size XS, size S của Nam này. Con này cỡ thôi, cái này em bán luôn đi, bởi vì em định để vào cái calendar sau ngày chủ nhật để em lên áo thun dài tay, nhưng mà con này nó bị lẫn vào. Con này là áo của người lớn nhá. Con này size S của người lớn ạ. Bác nào mà cỡ trên dưới 50 cân đấy mà con đắt lại đẹp cho em. Thôi lỡ rồi em bán 120.000 đi. Đắt người lớn nhá. Con này chất dù mỏng các bác nhá. 120.000 ạ, M55. M56 The North Face siêu phẩm. The North Face siêu phẩm ạ. Đó. Đây các bác này. Sang hàng si siêu phẩm cho bé nha, rất là mới, chất The North Face chính hãng. Nó rất là dày ạ. Con này size 130 cho bé nhá, size 130 cho bé. Dòng này các bác cứ mặc định nó sẽ chống được nước nha. Nên các bác giặt áo thì các bác giặt hấp hoặc lau sạch thôi. Áo dù dễ vệ sinh lắm nha các bác. 150.000 này, 150.000 các bác lên cho em mã M56. M56 con này size 130 nhá, 150. M57 lên thêm con siêu phẩm The North Face luôn. Màu đen, logo thêu ạ. Size con này sẽ là size Nó giống size con kia các bác nhá. Con này size 130 luôn ạ. Con này size 130 luôn. Size 130 cho bé luôn các bác nhá. 150.000 các bác lên cho em mã M57. M57 con này nó mới như một con áo mới luôn, đẹp quá. 150 ạ, M57. M58 này, vẫn là một con áo siêu phẩm. Cái này hàng của thằng New York Yankee nhá, MLB này. Áo MLB, áo hiệu đấy các bác nhá, cuối camo đẹp quá trời luôn. Mới lắm, chất dày dặn nhá, hàng chính hãng luôn đấy các bác nhá. Đây. Thêu vô cùng đẹp ạ. Cái này size 130 cho bé, size 130 cho bé các bác nhá. Các bác lên cho em mã M58. M58 150.000. M59 có một bản áo dù cho bé màu rất là dễ thương này. Nhìn cái form áo này. Nó bé gái các bác nhá. Cái này hàng của Hàn. Size 130 cho bé gái này. Đẹp. Chất dù nó cao cấp lắm nhá. Size 130 cho bé gái các bác nhá, hàng của Hàn này. 100.000 lên cho mã M59, 100. M60 đẹp quá. Size 120 cho bé này. Size 120 cho bé, màu nó đẹp lắm các bác ơi. Dù dày dặn này. Mới lắm. Mũ này tháo được nhá. Bác nào mà có bé size 120 ấy, bé trai ấy, lấy cái mã này cho em. Nó dày dặn, nó đẹp. 130.000. 130.000 các bác lên cho em mã M60 ạ. M60 các bác nhé. M61 con này thì là áo phao này. M61 con này áo phao cho bé nhé. Con này áo phao cho bé trai gái đều mặc được. Đó. Màu này thì cái form áo này thì bé trai mặc đẹp hơn. Bé trai mặc đẹp hơn. Còn cái form này bé trai bé gái đều mặc được các bác nhé. Size 130 cho bé con này áo phao ấy. Dày lắm. Mua cho bé mặc mùa đông cho em để bao ấm, bao đẹp. 120.000 M61 size 130. 120.
M62 ạ, em có một bản áo dù ạ, cái này hàng của thằng Columbia này, hàng thương hiệu Mỹ đấy. Size số 8 cho bé nhé, size số 8 cho bé. Bé trai, bé gái đều mặc được. Con áo này bé trai, bé gái đều mặc được các bác nhé. Đó, size số 8, con này thì nó để size số 8 ấy. Con này nếu mà mặc vừa là để mà đẹp đấy. Thì bé nào mà cỡ 30-35 cân nhá. Bé nào mà cỡ 30-35 cân mặc con Columbia này đẹp cho em, mặc đi học cho em. Nó là hàng hiệu đấy nhá. 130.000 M62. M63. Đẹp chưa này. Size 160 cho bé. Size 160 cho bé này. Bé nào mà cỡ tầm trên dưới 40 cân này. Bé nào trên dưới 40 cân mặc mã này đẹp, mặc đi học cho em này. Hàng hiệu các bác nhá. Nó là hàng hiệu đấy. Pay Horse, cái này hàng của thằng Hàn Quốc đấy. Chất dù nó cao cấp lắm, chứ không phải là mấy cái dòng này. Cái chất liệu nó dở đâu. Gió này mặc cực kỳ đẹp. Cái này M63, M63-100 các bác nhá. M63-100, cái này size 160 cho bé này. M64 này, cái này màu nó cũng dễ thương cho bé luôn. Bé trai nhá. Áo dù mắc này. Made in Korea. Cái này cho bé tầm 15 cho tới 20 cân các bác nhá. Con này cho bé 15 cho tới 20 cân ạ. Con này hàng của Hàn đấy, dù hai lớp rồi. Chống nước nhá, chống nước. 100.000 ạ, M64. M65 này, đẹp quá, giờ nó phây cho bé các bác này, nhìn cái mẫu áo. Thích thật sự luôn ạ. Đấy, các bác mua mấy cái mã này tặng cho các bé về, các bé kiểu mặc đi học ấy. Size 140 cho bé gái này, size 140 cho bé gái. Kể cả các bác có người thân ấy, và các bác muốn mua tặng thì các bác cứ yên tâm, hàng nhà bên em thì vẫn bao cho các bác, kể cả hàng em bé hay hàng nữ hay hàng nam, nhà bên em cũng tuyển chọn rất là kỹ rồi. Nên những cái sản phẩm này các bác mua thì các bác cứ tự tin, các bác mang đi tặng người khác cho em nhé. Yên tâm ạ, áo nó rất là đẹp ạ. Giờ not fade các bác này cho bé nhé. Con này size 140, chất liệu vô cùng dày dặn. 150.000 siêu phẩm. Các bác lên cho em mã M65 ạ. M66, hàng của Eder cho bé trai này. Nó đẹp lắm các bác ơi. Nó đẹp vô cùng luôn. Mấy cái dòng này đấy, mấy cái dòng áo của Hàn thì thường thì áo nào nó cũng có chống nước hết các bác nha. Áo nào cũng có chống nước hết để nó phù hợp với cái thời tiết ở bên Hàn này các bác. Nó có chống nước hết đấy nha. Chất dày dặn. Đó, một con áo mà vừa đủ ấm này, vừa chống được gió, chống được nước, và còn ấm áp và nhìn nó còn đẹp nữa. Con này các bác lên cho em mã M66 nha, M66, con này size 140, size 140, mã M66, con này 130. M67 lên cho bác thêm một bản MLB này, New York Yankee, đẹp chưa này, MLB chính hãng luôn này. Này, màu xanh rêu nha. Con này size 120 này, size 120, bé nào mà cỡ trên dưới 20 cân, con này đẹp cực kỳ. Trên dưới 20 cân mặc con MLB chính hãng đấy các bác nhá, hàng chính hãng đấy, chứ không phải là hàng tào lao đâu ạ, hàng chính hãng hết ạ. Hàng do chính tay em chọn các bác nhá. Chọn đồ cho mầm non thì phải khác các bác nhá, phải kỹ, rất là kỹ luôn. Con này M67 130.000. M68 một con Fila, form áo đẹp quá các bác này. Cho bé trai này. Fila Italy chính hãng, màu đỉnh chưa? Size 130 cho bé này. Size 130 cho bé. Bé nào cỡ trên dưới 30 cân các bác nhé. Trên dưới 30 cân. Cái size áo cho bé thì nó cũng đơn giản lắm. Các bác cứ kiểu mặc định như thế này cho em này. Ví dụ size 100 thì nó sẽ rơi vào tầm trên dưới 10 cân. Size 100 nó rơi vào tầm trên dưới 10 cân. Size 115, 105 ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 10-15 cân, kiểu như vậy đó. Các bác hình dung dễ dàng, và bên em có để một cái bảng thông số bên phía góc, các bác cứ nhìn bên đó mà các bác chọn size áo cho bé nhé. Con này 150.000, các bác lên cho em M68. M68, con này 130 này, size 130 này. Đó, nó cũng tương ứng với bé tầm trên dưới 30 cân đấy. Kiểu vậy đấy, nó dễ lắm các bác nhé. M68, con này 150.000, size 130 nhé. M69 Adidas. Đó, trong mấy cái lô hàng, trong cái lô hàng kiểu như thế này thì mấy con Adidas này thấy nó bình thường đúng không ạ? Thấy nó rất là bình thường. Con này size 140 cho bé. Đó, size 140 thì cho bé cỡ trên dưới 40 cân. Đó, ví dụ như con này. Đẹp các bác nhá. Adidas mới tinh.
size 140 cho bé chất dày dặn hai lớp mới lắm. 150.000, các bác lên cho em mã M69 các bác này, M69. M70 lên cho bác một bản áo của Nike. Màu dễ thương chưa này? Nike chính hãng luôn chứ. Đẹp quá trời luôn ạ. Con này cỡ size 130 của bé này, nó sẽ rơi vào tầm trên dưới 30 cân mặc đẹp các bác nhé. Nike ạ. Dù hai lớp, đẹp chưa này? Rồi, con này 130 đi, 130 các bác nhé, lên cho em mã M70 ạ. M71 lại thêm một con Fila quá đẹp. Đó. Đẹp chưa các bác này, chất nó dày dặn lắm. Chất nó rất là dày nhá. Size của nó sẽ là size 120. Bé nào mà cỡ trên dưới 20 cân, size 120 thì bé nào trên dưới 20 cân mặc đẹp. Đẹp các bác nhá. Fila chính hãng, chất dày dặn lắm ạ. Bé trai mặc mấy con này thì khỏi phải chê luôn ạ. Đẹp thật. 150.000 các bác này, lên cho em mã M71. M72, chúng ta đến với một sản phẩm của thằng Kappa này. Toàn hàng hiệu hết các bác ạ. Chất con này thì dày lắm. Chất con này nó có trần bông ở giữa đấy, nó dày lắm, dày dặn lắm. Size 140 cho bé, đó, size 140 thì trên dưới 40 cân. Size 140 thì trên dưới 40 cân mặc đẹp. Kappa chính hãng, chất dày dặn vô cùng, mua về cho các bé mặc đi học buổi sáng cho em. 130.000 ạ, các bác lên cho em mã M72 nhá. M72, 130 thôi. M73 lên cho bác một bản áo của Colombia, thương hiệu của Mỹ nhé. Cái này vẫn là hàng của bé gái. Cái này là hàng của bé gái nhé, màu dễ thương lắm, màu xanh ngọc. Cái này size 130 cho bé gái này. Bé gái nào mà cỡ trên dưới 30 cân mặt đẹp. Con Colombia này màu đẹp lắm. Con này hàng thương hiệu Mỹ, hàng chính hãng luôn á. Dù hai lớp, đó, đủ độ dày các bé mặc nhá. Hàng chính hãng đấy các bác, Colombia đấy. 100.000 nhá. M73. M74 siêu phẩm. The North Face siêu phẩm. Size 120 này, đó, size 120 thì bé nào cứ trên dưới 20 cân mặc đẹp. Rất dễ chọn luôn. Logo thêu. Đẹp quá các bác ơi. Màu này thì bé trai bé gái mặc đều dễ thương hết. Đẹp thật, nếu mà khui kiện mà người lớn mà ra mấy cái áo như thế này thì chắc em mất ngủ mấy đêm các bác nhá. Size 120 các bác này. Các bác lên cho em mã M74, con này 130. M75 này, lên cho bác thêm một bản áo bomber cho bé. Con này bomber của Hàn. Logo là thêu, đẹp lắm. Size 140, bé nào mà trên dưới 40 cân mặc đẹp. Trên dưới 40 cân mặc đẹp các bác này. Bomber Hàn nha, nó làm đẹp hơn đồ người lớn luôn đấy ạ. Đó, chứ không phải là đồ em bé mà thương hiệu lớn người ta làm qua loa. Nó đẹp lắm, không khác gì đồ người lớn đâu. Nó là một con áo của người lớn thu nhỏ. Đẹp này. Size 140 nha. Các bác lên cho em mã M75 ạ. M75 con này 130. M76 Fila này. Cái này áo Fila trồng cổ nhé. Fila trồng cổ chứ không phải là áo khoác. Chất dù dày dặn, big logo thêu hết luôn. Không khác gì đồ của người lớn, thậm chí nó đẹp hơn. Size con này nó sẽ là size 145 ạ. 145 thì bé nào cỡ 40-45 cân mặc này. Đó, cỡ loanh quanh 40 trên dưới 40 cân này. Fila nhé, chất dày dặn lắm. 130.000, các bác lên cho em mã M76. M77, lên cho bác một bản áo dù mỏng một lớp, màu hồng đẹp này, cho các bé gái mà khoác đi khoác nắng cũng được, mà khoác kiểu trời tiết nó se lạnh một chút cũng được. Con này size 140, dù một lớp mỏng nhẹ cho bé mặc thoải mái. Đó, bé nào mà kiểu thường xuyên khó chịu khi mà mặc áo khoác thì các bác mua mấy cái áo mỏng mỏng này cho các em mặc, cho các bé mặc ạ. Bị ngập luôn đấy các bác ơi. Cho các bé mặc kiểu nó thoải mái đấy các bác. Nhưng mà thời tiết kiểu mùa thu thôi, mùa đông thì mặc áo dày nhá. Con này size 140 cho bé gái nào mà cỡ trên dưới 40 cân mặc đẹp các bác này. Con này mỏng nhá, con này chất mỏng, 80.000 nhá. M77 ạ. M78 có một bản áo này cho nữ này. À cho bé gái này các bác này. Hàng của Binbo luôn ạ. Hàng thương hiệu lớn Binbo này. Đó. Đẹp các bác nhỉ, cho bé gái nhá. Dễ thương lắm, chất dày dặn vô cùng luôn ạ. Đó, cái này tem của Hàn này. Size cái này size 110 các bác này. Size 110 bé gái là mà cỡ 10 cân đấy, 10-13 cân mặc này. 10 cân cho đến 13 cân. Đó, bé gái đẹp chưa, dễ thương lắm các bác này, chất dày dặn ạ. Cái này 100.000 đi. Cái này chắc để nhầm giá rồi, cái này phải 120 ạ. Có hàng thương hiệu lớn đẹp lắm. 100.000
M78, M79, một bản áo của Eder màu đẹp cho bé trai nhá, con này bé trai mặc đẹp. Size 140 cho bé trai này, size 140 cho bé trai nhá. Đó, bé nào mà cỡ tầm trên dưới 40 cân đấy. Trên dưới 40 cân mặc con này đẹp, hàng của Eder nhá. Logo thêu hết. Đó. Dày dặn nhá, bên trong có nỉ luôn đó. Ấm. 120.000. Các bác lên cho em mã M79. M80 này, lên cho bác một bản áo khoác của thằng Liberty. Thôi nói chung là hàng của Hàn thôi. Nói chung con này hàng của Hàn thôi. Chất nó kiểu pha thể thao ấy, nó đẹp lắm. Áo này thì bé gái mặc đẹp này. Áo này để cho bé gái mặc đẹp, nó dễ thương lắm. Đây, tay áo làm rất là điệu. Chất dù đấy các bác nhé, chất dù đấy ạ. Hàng của Hàn nhé, size 145 cho bé. Size 145 cho bé, bé nào cứ 40-45 cân mặc đẹp. À không, em nhầm nhá, con này áo của bé gái ạ. Con này bé gái nào mà cỡ 30 thôi, trên dưới 30 cân. Đó, cỡ 30-35 cân mặc đẹp này. Con này là 100.000 M80, M81 lên cho bác thêm một bản áo của New Balance. Con này màu xanh nõn chuối cũng rất là đẹp, rất là dễ thương. Chất liệu thoáng khí cho bé mặc mát mẻ nha. New Balance mặc vào mùa thu thôi. Nó chất nó mỏng một lớp thôi. Nhưng mà nó có thoáng khí, nhìn màu rất là dễ thương ạ. Hàng chính hãng nha. Con này size của nó sẽ là size nha. Con này size 110, bé nào mà cỡ trên dưới 10 cân, trên dưới 10 cân. Con này 80.000, chất mỏng bán 80 này. 80.000 nhá, các bác lên cho em mã M81. M81 con này 80.000. M82 này, giống y hệt con kia nhưng con này sẽ nhỏ hơn. Hàng của Eder luôn các bác nhá. Nó vẫn có nỉ bên trong ống lắm. Con này size 110 ạ, size 110 thì bé nào mà cỡ trên dưới 10 cân. Đó, bé nào mà cỡ 8 đến 11 cân mặc đẹp. Con này cỡ 8 cho tới 11 cân mặc đẹp nhá. 8 cho tới 11 cân. Các bác lên cho em mã M82, M82 con này 120. M83. Size 120 bé nào mà trên dưới 20 cân mặc con này đẹp. Bé nào trên dưới 20 cân. Và màu này thì trai mặc đẹp. À bé gái mặc cũng đẹp mà bé trai mặc đều đẹp nha. Hàng của Hunt Kid. Hàng của Hàn đó. Hàng hiệu của Hàn cho bé đấy. À dù hai lớp mỏng. À quên em nhầm ạ, dù hai lớp. Đó, dù hai lớp nha. Màu đẹp lắm, dễ thương lắm. 100.000, các bác lên cho em mã M83. M84, lên cho bác một bản áo dành cho bé gái thôi, dễ thương lắm. I love you, size M của bé này. Size M của bé thì con này em sẽ tư vấn cho các bác là bé nào mà cỡ 25-30 cân. 25-30 cân mặc đẹp nhé, nó sẽ rơi vào tầm size 120 cho bé gái này. Hàng của Hàn các bác nhé. Rồi các bác lên cho em mã M84 này. M84 con này cho bé gái nha. Đó, thít eo dễ thương lắm. Chất liệu rất là dày dặn nha. Con này thì chất cốt tông, con này thì không phải áo dù. Con này các bác lên cho em mã M84, con này 100 ạ. M84 100. M85 ạ. M85 lên cho bác một bản áo của New Balance. Con này cho bé gái này. Màu hồng cánh sen này. Đó. Con này size của nó size 110 nha. Bé nào mà từ 10 cho tới 12-13 cân, 10-12-13 cân mặc đẹp, cỡ đó trên dưới 10 cân các bác nhé. 100.000 này, hàng hiệu New Balance. 100 nhá, các bác lên cho em mã M85. M85 100. M86 này, lên cho bác một bản áo của Bomber. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thằng Hàn Quốc này. Đẹp các bác nhé. Hàng hiệu cho bé của Hàn đấy, Bomber mới tinh, màu xanh rêu luôn. Đẹp quá. Cái này size 150 này, size 150 bé nào mà cỡ 40-45 cân mặc đẹp. 40-45 cân mặc cái Bomber này đẹp, chất liệu dày dặn mới, dễ thương, 120.000, M86. M87 ạ, M87 lên cho bác một bản áo của Eder, cái này cho bé gái mặc đẹp. Nói chung màu này thì bé trai bé gái đều mặc được, nhưng mà em nghĩ bé gái mặc nó sẽ đẹp hơn. Size 110 của bé nhá. Size 110 của bé, bé nào mà cỡ tầm 10 cho tới 15 cân các bác nhá. 10-15 cân. Đó, nam nữ đều mặc được, à bé trai bé gái đều mặc được. Con này chất dù dày dặn, hàng của Eder, chính hãng luôn ạ. 130.000, các bác lên cho em mã M87 nhá. M87 này 130. Sắp hết rồi, còn mấy cái nữa.
M8 các bác cũng mua đi. Nếu như em thấy các bác có nhu cầu nhiều về cái dòng sản phẩm này thì bên em sẽ cân nhắc về cái việc lấy thêm hàng. Đó. Cái này các bác lên cho em mã M88 này. M88 lên cho bác mở áo của Nike đẹp chưa? Đó, dễ thương lắm. Cái này size 120 cho tới 130 của bé này. Đó, bé nào mà cỡ 25 30 cân. 25 30 cân nhé, bé 30 cân em sợ mặc nó hơi chật. Con này cỡ 25 cân thôi. 25 26 27 cân mặc đẹp. Size 130 của bé các bác nhá. Con này các bác lên cho em mã M88, M88 con này 120. Nike chính hãng rất đẹp. M89 ạ, M89 con bomber này của Uniqlo các bác này. Dày sạch, đẹp lắm. Con này Uniqlo size 130, bé nào mà trên dưới 30 cân mặc đẹp. Bé nào trên dưới 30 cân mặc mã này cho em đẹp ạ. Uniqlo bomber nhá. Rất là mới. 120.000 các bác lên cho em mã M89. M90 này, Renoma Paris. Con này thì dùng mỏng thôi. Cho bé khoác được vào thời tiết mùa thu ấy. Cho bé các bé khoác nắng, khoác đi chơi cho em đẹp. Con này size 150 này, 150 thì bé nào mà cỡ 40 45 cân. 40 45 cân mặc đẹp. Renoma Paris size 150 nhá. Không, con này cỡ 40 cân thôi, 45 cân em sợ mặc chật đấy. 40 cân quay đầu cho em nhé. M90 ạ, 100.000 Renoma Paris, màu đẹp lắm. 100 M90. M91 mã cuối cùng trong cái live dành cho bé buổi tối ngày hôm nay. Kết thúc live của một con bomber rất là đỉnh các bác nhé. Kết thúc live của một con bomber rất là đẹp cho bé trai ạ. Hàng con này hàng của Hàn Quốc ạ. Size con này nó sẽ là size 130 cho bé nhé. Size 130 của bé các bác này. Đó, bé nào mà cỡ 30-35 cân mặc đẹp cho em mã này. Con này rất là ngầu, thêu hai bên cánh tay luôn. Được chưa ạ? Rồi. Con này mã cuối cùng trong cái live buổi tối hôm nay, mã M91 120.000 ạ. Mã cuối cùng trong cái live buổi tối hôm nay rồi nha các bác. Đó. Nếu mà cái lô sản phẩm này các bác ủng hộ và các bác có nhu cầu muốn lấy hàng thêm thì bên em sẽ cân nhắc về việc lấy thêm hàng của trẻ em về để phục vụ các bác nhé, phục vụ các bé. Ngày mai thì bên em xin phép nghỉ live thôi. Ngày chủ nhật bên em quay lại với những mẫu áo thun tay dài và những con áo khoác gió hàng hiệu của các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.